Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Năm 2020 chuẩn bị khép lại, kết thúc một năm với đầy niềm vui đối với các nhà đầu tư cổ phiếu. Vậy 2021 liệu có mang lại được những cái hiệu quả cao như 2020 hay không? Thì sau đây AZFIN Việt Nam sẽ cùng đưa ra 5 cái dự báo thị trường chứng khoán trong năm 2021 để quý vị và các bạn tham khảo, góp phần xây dựng cái chiến lược đầu tư của quý vị trong năm 2021 cho được tốt hơn. Và nội dung của chúng tôi hôm nay gồm những cái dự báo như sau. Trước tiên đó là cổ phần hóa niêm yết và thoái vốn sẽ mạnh mẽ trong năm này. Do 1. Thị trường chứng khoán được dự báo tích cực và là khởi đầu cho một chu kỳ mới tăng trưởng của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Thứ hai, nửa đầu năm 2021 thì đại hội này, bầu cử khóa mới sẽ xong. Thế do đó, về cơ bản chính trị sẽ ổn định hơn. Thứ ba, do Covid-19 khiến cho thu ngân sách chỉ đạt 1.323,1 nghìn tỷ đồng, giảm tới 189,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tức là giảm 12,5%. Và nó giảm 14,7% so với thực hiện của năm 2019, tức là nguồn thu của chúng ta bị co hẹp lại. Trong khi đó, cái việc đầu ra đó là đầu tư công rất mạnh mẽ từ cuối 2020 nhằm kích thích phát triển kinh tế vượt qua khủng hoảng tốt hơn. Do đó, khiến cho cái thâm hụt ngân sách của nhà nước lớn hơn rất là nhiều trong những năm trước. Chính vì thế cái việc nhu cầu có thêm cái nguồn thu là rất bức thiết. Và thứ tư là việc cổ phần hóa niêm yết và thoái vốn đình trệ từ năm 2017 đến năm 2020 rồi và chưa được khơi thông. Chính vì thế, từ những yếu tố trên, chúng tôi cho rằng nó góp phần thúc đẩy mạnh việc cổ phần hóa niêm yết và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước mạnh mẽ trong 2021 này. Và các doanh nghiệp dự kiến được cổ phần hóa và thoái vốn theo cái quyết định số 26/2019 quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau. Thì ở trên đây, đó là thứ nhất là về Ngân hàng Phát triển Nông thôn, đúng không ạ? Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp thôn. Thì nhà nước rất muốn cổ phần hóa và sau cổ phần hóa thì mong muốn giữ 65% cổ phần. Tức là họ muốn bán 35% cổ phần ra ngoài. Thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, TKV. Thì nhà nước cũng rất muốn giữ 65% cổ phần sau thoái vốn mà thôi. Thứ ba là Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Vinafood 1. Thứ tư là Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Thứ năm là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT. Thứ sáu là Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Vinacafé. Thứ bảy là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Vinachem. Thứ tám là Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Vsem. Thứ chín là Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Vinapaco. Và thứ mười là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị, Hút. Đó là 10 cái tên rất đáng chú ý nếu mà nhà nước có cổ phần hóa, thoái vốn và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thì chúng tôi cho rằng là ít nhất thì cũng phải được khoảng độ 1/3 số này có thể thực hiện ngay trong năm 2021 này. Nếu mà điều kiện thuận lợi thì có thể còn nhiều hơn nữa cả. Tiếp theo, về các doanh nghiệp đã niêm yết và có cơ hội được thoái vốn từ 2021 trở đi đến 2022-2023 chẳng hạn, thì gồm những cái doanh nghiệp như sau. Thứ nhất là Tổng Công ty Máy Động lực và Nông nghiệp Việt Nam, VEA ở Upcom. Thứ hai là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PLX ở HOSE. Thứ ba là Tổng Công ty Dầu Việt Nam, OIL. Thứ tư là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, POW. Thứ năm là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Thứ sáu là Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Thứ bảy là Tổng Công ty Phát điện 3, PGV. Và thứ 8 là Công ty Cổ phần FPT. Thì trong số này thì FPT năm 2020 này về cơ bản đã được SCIC đưa ra đấu giá lô 46 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên lúc đó thì không có nhà đầu tư nào quan tâm. Tuy vậy, với việc bước vào một chu kỳ mới thì chúng tôi cho rằng sắp tới nếu mà có thoái vốn của FPT cũng sẽ là một cái cơ hội rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia. Dự báo thứ hai của AZFIN chúng tôi về thị trường chứng khoán đó là năm 2021 kinh tế thì sẽ tốt hơn
Nhưng thị trường chứng khoán chưa chắc đã tăng rất mạnh đâu ạ. Bởi vì sao lại vậy? Thì thứ nhất là thị trường chứng khoán phản ánh cái kỳ vọng tương lai của nền kinh tế. Do đó VN Index tăng mạnh mẽ cuối năm 2020 cho dù nền kinh tế chưa trở lại mạnh mẽ, là vì nó phản ánh một phần kỳ vọng 2021 kinh tế sẽ tốt hơn rồi. Thứ hai là định giá thị trường chứng khoán đang ở mức hợp lý với PE bằng 17.55 lần, tức là kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2020 đấy ạ. PB bằng khoảng 2.283 lần. Tức là mức này nếu mà so với lịch sử ấy, thì nó là ở cái phần cao phía trên. Trong lịch sử thì chúng tôi thấy PE của thị trường dao động từ khoảng độ 12 đến 15 lần. Đấy là mức trung bình. Tuy vậy với cái điều kiện lãi suất thấp như hiện nay, đúng không ạ? Rồi kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng tốt trong chu kỳ mới, thì cái PE bằng 17.55 lần tuy không phải là đắt nhưng mà nó cũng là một cái mức không phải quá rẻ. Tức là nó ở mức hợp lý. Nếu giả định rằng năm 2021 lợi nhuận có thể tăng trưởng 13-15%, đúng không ạ? Rồi là cổ tức được khoảng 3%, thì cái mức này tương ứng với mức PE cho cuối 2021, đầu 2022 thì nó khoảng độ sắp xỉ gần 15 lần, thì cũng ở cái mức trung bình. Trung bình thì nó là tương đối hấp dẫn chứ nó không phải là quá rẻ để có thể bứt phá mạnh mẽ là tăng 30-40-50%. Tiếp theo, điểm tốt của nền kinh tế là tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2021 thì sẽ khiến doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn, lợi nhuận tăng tốt hơn, cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nó cũng có một cái tác động không hay, đó là cái dòng tiền nhàn rỗi năm 2020 chuyển vào thị trường chứng khoán rất nhiều. Thì nếu đến 2021 khi có cơ hội làm ăn kinh doanh thì người ta sẽ rút phần nào đó từ chứng khoán để quay lại đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đúng không ạ? Từ đó giảm bớt cái việc cầu về chứng khoán, cũng làm cho cái dòng tiền vào thị trường chứng khoán về cơ bản nó sẽ không phải là quá mạnh mẽ như năm 2020, đúng không ạ? Tiếp theo, thứ tư đó là lạm phát có thể quay trở lại khi giá xăng dầu có thể tăng nhờ kinh tế phục hồi, giá điện và một số các cái dịch vụ khác tăng trong năm 2021 này. Do 2020 thì nhà nước đã kiềm chế, đã hạn chế không tăng rồi, đã kìm hãm không tăng rồi. Ví dụ như giá điện chẳng hạn, nếu theo lộ trình thì năm 2020 vẫn phải tăng từ 7-10%, nhưng mà do kinh tế khó khăn, đúng không ạ, suy thoái cùng ạ, thành ra người ta đã không tăng. Thì năm nay khả năng cao một số các cái đầu vào như thế sẽ bị tăng giá, từ đó có thể làm lạm phát cao hơn. Bên cạnh đó thì như chúng ta đã biết, cái yếu tố cung tiền cũng tương đối mạnh, đúng không ạ? Thì cái điều này nếu mà nền kinh tế mà hấp thụ không được tốt thì về cơ bản giá hàng hóa có thể tăng giá khá là mạnh, từ đó gây ra lạm phát sẽ có thể tăng trở lại vào cuối 2021. Tuy vậy chúng tôi vẫn đánh giá là cái việc tăng lạm phát này nó sẽ, nếu có nó sẽ không lớn, nó sẽ không lớn đấy. Từ trên đây có thể thấy rằng 2021 VN Index thì có thể tăng trưởng, nhưng mà thực sự rất tốt thì chúng tôi không cho rằng rất tốt đâu. Thì chúng tôi cho rằng VN Index trong 2020 có thể dao động trong cái mức khoảng độ 1.000 điểm đến 1.250 điểm. Thì đây là một cái vùng sideways của cái VN Index. Nhưng mà chúng tôi cho rằng sideways này mang tính là sideways đi lên, chứ không phải là sideways đi xuống. Tức là kinh tế cũng vẫn sẽ phát triển tốt, nhưng thị trường chứng khoán do đã phản ánh một phần 2020, thế thành ra 2021 nó có thể tăng nhưng mà nó sẽ không thể tăng quá mạnh và rực rỡ như 2020 được ạ. Tiếp theo, đây chúng ta có thể nhìn đấy ạ, đúng không ạ? Đây là thị trường chứng khoán 2020. Tuy các doanh nghiệp rất khó khăn, nhưng ví dụ như Vietcombank này, họ đã vượt đỉnh của đỉnh rồi, đúng không ạ? Rất mạnh mẽ, cách xa cái đỉnh năm 2018 rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều các cổ phiếu họ đã vượt đỉnh của đỉnh rất là mạnh mẽ. Tức là về cơ bản nó cũng phản ánh cái sự tăng trưởng trong 2021. Hay ví dụ như cổ phiếu FPT chẳng hạn, lợi nhuận năm 2020 dự báo tăng trưởng đâu đó khoảng độ 7-8% thôi. Nhưng thực tế giá cổ phiếu nó đã tăng so với cuối năm 2019 khoảng độ 20%, đã khá tốt, đúng không ạ? Thế thành ra việc kỳ vọng rằng 2021 sẽ tăng trưởng là có, nhưng mà để mà tăng giá rất mạnh thì chúng tôi cho rằng rất khó khăn, đúng không ạ? Và dự báo thứ ba của AZFIN đưa ra đối với thị trường chứng khoán trong năm 2021 đó là thị trường chứng khoán sẽ không có nhiều bất ngờ và biến động ít hơn 2020.
đúng không ạ? Vì sao? Vì 2020 có Covid-19 xảy ra, thì đây là cái điều chưa từng có tiền lệ, và nó xảy ra với nhiều làn sóng khác nhau, và nó tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không ạ? Mỹ, Trung Quốc rồi các nước khác rất bất ngờ. Ban đầu họ có thể coi thường cái vấn đề này, nhưng về sau họ lại trở nên rất là lo sợ với những vấn đề này, đúng không ạ? Và Covid-19 đã làm cho gần 100 triệu ca mắc trong năm 2020, khoảng độ 83 triệu ca gì đó, và gần 2 triệu người chết trên toàn cầu. Hàng trăm quốc gia đã giãn cách xã hội, giao thương bị đứt gãy, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì tiền rẻ được bơm ra chưa từng có trong lịch sử, từ đó khiến cho thị trường chứng khoán biến động mạnh, và VN Index cũng không ngoại lệ. Kể từ cái mức điểm thấp nhất của VN Index trong năm 2020 đến mức cao điểm nhất đã tăng tới 70%, tức là cái biên độ biến động thì rất khủng khiếp trong cái năm này, đúng không ạ? Thì cái điều này rất khó có thể lại một lần nữa trong năm 2021 được. Thứ hai là kinh tế 2021 thì được các nhà phân tích hay người dân hay các nhà đầu tư, tất cả mọi người đồng thuận rất cao là kinh tế sẽ tăng trưởng khá tốt trở lại. Và dịch bệnh thì cũng sẽ đã không còn nhiều sự bất ngờ nữa, khi về cơ bản là các nước cũng đang có vaccine để có thể phòng chống cái dịch bệnh này. Rồi là bầu cử Mỹ thì cơ bản cũng đã xong rồi, đúng không? Bầu cử ở Việt Nam thì cũng sẽ xong trong đầu năm 2021. Từ đó chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ êm đềm hơn. Đồng thời với đó là các nhà đầu tư ăn được theo các cái con sóng lớn thì cũng sẽ khó có cái sự bứt phá mạnh ở trong cái giai đoạn này, đúng không ạ? Trong giai đoạn này. Tiếp theo, dự báo thứ tư của AZFIN về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đó là dòng tiền khối ngoại có thể chảy vào một cách mạnh mẽ. Nguyên nhân đến từ thứ nhất đó là tỷ giá Việt Nam đồng những năm gần đây rất ổn định và thậm chí có thể tăng giá cơ. Thì điều này rất có lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ họ chuyển vào Việt Nam, họ đổi ra 1 triệu đô được 23 tỷ. Nếu mà một năm sau họ làm ăn vừa tốt, cộng thêm cái việc Việt Nam đồng lại tăng giá khoảng 500 đồng chẳng hạn, thế là họ lại chỉ cần đổi 22,5 tỷ là họ có 1 triệu đô rồi. Thế là họ đã có lãi rồi. Chính vì thế cái việc đồng nội tệ, đồng Việt Nam đồng ấy mạnh lên, ổn định và mạnh lên thì có vai trò thu hút nhà đầu tư nước ngoài rất mạnh mẽ. Đặc biệt là các nhà đầu tư gọi là gián tiếp thông qua thị trường cổ phiếu đấy. Thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên nếu mà Việt Nam đồng mà tăng mạnh quá thì lại không tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thì chúng tôi tin rằng Việt Nam đồng sẽ khó có thể tăng mạnh hơn, mà nó có thể là đi ngang hoặc tăng nhẹ một chút xíu thôi. Còn nếu tăng mạnh quá thì các cái dòng tiền FDI ấy thì nó cũng sẽ e ngại. Bởi vì khi tăng mạnh như vậy thì cái việc hàng hóa Việt Nam sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi xuất khẩu ra thị trường. Chính vì thế cái tỷ giá ổn định ở Việt Nam như này đang hỗ trợ rất tốt để thu hút cái dòng vốn ngoại và đầu tư. Thứ hai đó là nới room, cổ phần hóa, niêm yết và thoái vốn sẽ thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mạnh mẽ hơn. Về cơ bản các cái cổ phiếu đủ lớn, đủ hấp dẫn ở trên sàn về cơ bản đã hết room rồi. Thành ra họ muốn đổ tiền mạnh vào cũng không thể đổ được cơ. Thì kỳ vọng rằng sẽ có các cái thương vụ lớn về cổ phần hóa, niêm yết và thoái vốn, khi đó sẽ hút tiền rất mạnh mẽ từ nhà đầu tư nước ngoài. Thứ ba đó là tiềm năng Việt Nam có thể nâng hạng trong tương lai. Thì đây cũng là một yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hướng đến Việt Nam. Thứ tư là kinh tế dự báo là điểm sáng của thế giới. Điểm sáng của thế giới. Và là cái dòng chảy dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Thế do đó đây là một cái lời rất hấp dẫn, không những cho FDI mà thậm chí cho đầu tư gián tiếp. Thứ năm là định giá thị trường chứng khoán của Việt Nam vẫn cơ bản vẫn tương đối hấp dẫn, chứ nó không hề đắt đâu, tương đối hấp dẫn so với các cái nước cùng vị thế trong khu vực. Thì từ đó chúng tôi cho rằng cái dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài có thể đổ vào mạnh mẽ trong cái năm 2021 này. Đúng. Tiếp theo, cái dự báo thứ 5 của chúng tôi cho năm nay đó là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Đúng không? Chúng tôi cho rằng, không cho rằng nỗ lực là không quan trọng đâu, nó rất quan trọng. Nhưng mà lựa chọn đúng là quan trọng hơn, đặc biệt trong năm này. Hay nói cái khác là năm 2021 ấy, cái việc lựa chọn cổ phiếu nó sẽ quan trọng hơn là chúng ta nhìn thị trường, đánh giá thị trường. Thực sự là như vậy. Rồi năm 2021
thì sẽ không còn chuyện cổ phiếu nào cũng tăng như 2020 nữa. Tức là tăng một cách ào ạt lên, cổ nào cũng tăng. Đúng không? Thì 2021 chúng tôi cho rằng không còn cái chuyện đó nữa. Tất nhiên nó sẽ vẫn có đâu đó những cái câu chuyện làm giá những cổ phiếu chưa được tốt, đúng không? Nhưng nó sẽ không thể mạnh mẽ và không thể tạo thành làn sóng như 2020 được. Thứ hai là chỉ những cổ phiếu có những câu chuyện riêng như thoái vốn này, như nới room này, đặc biệt là có tăng trưởng kết quả kinh doanh tốt và bền vững, cộng với cái định giá hấp dẫn thì sẽ tăng giá rất mạnh và bền bỉ trong cái năm 2021 này. Và thứ ba, việc lựa chọn đúng cổ phiếu sẽ mang lại cái lợi nhuận cao, ổn định một cách nhàn hạ cho các nhà đầu tư. Quý vị chỉ cần nắm giữ và hưởng lợi mà thôi, không cần phải vất vả gì cả. Và chỉ nỗ lực mà chết đinh những cổ phiếu yếu kém thì cũng sẽ không mang lại những cái kết quả tốt như 2020 đâu. Thậm chí nó còn phản tác dụng. Ví dụ trong một cái môi trường mà biến động không quá mạnh như 2021 chúng tôi dự báo chẳng hạn, nếu mà cứ chết đinh mua theo vượt đỉnh vân vân các thứ thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt đối với những cái cổ phiếu mà ổn định hoặc kể cả những cổ phiếu đầu cơ thì chẳng thì cũng sẽ rất nguy hiểm trong năm này. Năm này. Đó, thì trên đây là năm cái dự báo của chúng tôi về thị trường chứng khoán năm 2021. Và lời kết của chúng tôi tóm lại như sau. Thị trường chứng khoán thì luôn thay đổi. Việc mang lại thành công ngày hôm qua chưa chắc ngày mai đã thành công được. Đúng không ạ? Cái chiến lược mua cổ phiếu nào cũng thắng 2020 đến 2021 chưa chắc đã thành công. Thứ hai là cuối cùng thì chỉ có trí thức mới mang lại sự giàu có một cách bền vững trên thị trường chứng khoán cũng như các cái lĩnh vực kinh doanh khác. Và thứ ba, việc lựa chọn những cổ phiếu mà có thể mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư thì dựa vào các yếu tố sau. Một, có lợi thế cạnh tranh bền vững. Hai, quản trị công ty tốt. Và thứ ba, định giá của cổ phiếu đó phải hấp dẫn. Quý vị mà lựa chọn được những cái cổ phiếu này, những hot girl này, thì hãy nắm chặt lấy và nó sẽ mang lại thành quả cho quý vị và các bạn một cách xứng đáng trong cái năm 2021 về cơ bản là ổn định và êm đềm hơn so với 2020. Thì trên đây là trao đổi của chúng tôi về cái năm dự báo thị trường chứng khoán 2021. Thì chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức, những cái tham khảo một cách thú vị để có thể đưa vào cái chiến lược đầu tư của mình hiệu quả cho 2021 gấp nhiều lần so với năm 2020 vừa qua. Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi.